Đồ Gỗ Thanh Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay ngày mùng 8 tháng 1 năm 2018. Đồ Gỗ Thanh Luân xin trân trọng giới thiệu bộ bàn ghế Minh Quốc Chim Công cột 16 gồm có 10 món. Sản phẩm mà chúng tôi đã hoàn thiện xong phần bọc và đang trưng bày tại cơ sở 1 Đồ Gỗ Thanh Luân nằm tại xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Quý khách hàng có nhu cầu muốn sở hữu ngay cái sản phẩm siêu khủng như thế này liên hệ trực tiếp với Thanh Luân qua số điện thoại 0972 770 888 và 0967 110389. Đây là bộ bàn ghế Minh Quốc Chim Công gỗ hương vân đỏ Nam Phi cột 16 gồm có 10 món. Bộ này chúng tôi đã xong cách đây được ít hôm nhưng hôm nay mới có dịp để quay giới thiệu cho những khách hàng ở xa, và cũng rất nhiều những khách hàng hỏi về những bộ ghế Minh Quốc Chim Công cột to mà hàng siêu khủng như thế này. Cột 16 Minh Quốc Chim Công gồm có 10 món. Toàn bộ phần đục chạm là chúng tôi đục chạm là hoàn toàn thủ công bằng tay. Đục chạm bằng tay 100%, không hề đục can thiệp máy móc vào đây. Toàn bộ là cái ván mặt là dày 1/8, khuôn tranh dày 4 phân và cột là đủ 16. Để đi vào đường nét chi tiết phần đục chạm. Tất cả các cột này là liền khối đủ 16 phân. Và bên trên là đục chim công với cả hoa hồng, mẫu hồng công cũng được. Hay còn gọi mẫu chim công, Minh Quốc chim công, toàn bộ là đục tay 100%. Cái phần đục ở bốn vách là đục tứ quý là tùng cúc trúc mai. Đây là cây mai này, mai điểu, cây mai cùng với chim điểu, cũng như cái toàn bộ cái ván vân gỗ này rất là đẹp. Chị mình quý vị xem là chúng tôi đang giới thiệu bộ bàn ghế Minh Quốc chim công hay gọi là Minh Quốc Hồng Công gỗ hương vân đỏ của Nam Phi cột 16 gồm có 10 món. Cái tay này cũng đục con chim công rất là đẹp. Và cái ghế tiếp theo này đục tích tùng hạc. Tức là bốn cái vách ghế này chúng tôi đục tứ quý là tùng cúc trúc mai, tức là xuân hạ thu đông hoa nở bốn mùa. Cái ghế này là tùng hạc này, đục tay 100%, toàn bộ là đục tay hết 100%, không hề đục máy. Thời điểm này hương vân rất là khan hiếm mà Thành Luân nuôi vẫn tích trữ được cái số lượng gỗ rất là nhiều, nên là cho ra mắt những cái bộ nó rất là khủng như này cột 16. Hiện tại chúng tôi đang còn hai bộ cột 16 bằng gỗ hương vân đỏ Nam Phi nhưng mà đục Minh Quốc đào chim đang trưng bày tại Đồ Gỗ Thanh Luân cơ sở 1 ở đầu thôn Ngải Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Đấy, chiếc ghế dài, riêng cái chiếc ghế dài này là dài 2,5 m. Toàn bộ là cái phần gỗ như cái phần ván là chọn vân đỉnh cao vô cùng mà không hề có một tí rác nào cả. Vân gỗ rất là đẹp, đang để mọc mà vân gỗ nó còn đẹp như thế này. Ở cái vách ở giữa là đục Hồng Công. Riêng cái vách giữa đục Hồng Công mà toàn bộ là đục kênh bong thủ công bằng tay. Cố lau lại cái mặt đoạn đấy cho nó vẫn nổi vân cho đẹp. Đây bây giờ quay sang cái ghế tiếp theo. Ghế tiếp theo là đục là cúc kê. Rất là đầy đủ tích. Tùng lộc cúc kê và trúc trích. Thế này là trúc trích xuân hạ thu đông. Tức là bốn cái ghế đục là tứ quý, tùng cúc trúc mai. Đã đầy đủ bộ. Ở bên cạnh này còn hai đôn kẹp nữa nhưng mà do diện tích mặt bằng hơi chật thì không kê được đôn kẹp. Đôn kẹp rất là cao kia, để trong góc kia. Trên mình quý vị xem là chúng tôi đang giới thiệu bộ bàn ghế Minh Quốc Chim Công gỗ hương vân đỏ của Nam Phi gồm có 10 món đang để mọc và đang trưng bày tại cơ sở 1 Đồ Gỗ Thanh Luân. Bộ Minh Quốc Chim Công này vân gỗ rất đẹp, toàn bộ là vân hương vân đỏ Nam Phi của nhập khẩu từ Nam Phi và đã được hoàn thiện xong phần bọc. Bây giờ chỉ đợi khách hàng về đăng ký và chúng tôi sẽ cho đánh vách ly hoặc là phun PU bóng mờ lủi vân gỗ nên rất là đẹp. Toàn bộ hương vân đỏ rất là đẹp. Toàn bộ cái phần đường nét đục chạm của bộ bàn ghế Minh Quốc Chim Công này là đục tay 100%. Và cột 16 gồm có 10 món. Bộ này rất là to, rất là rộng. Đang kê ở cái nhà diện tích là chiều ngang là 3,5 m trong lòng. Chật kín cái không gian này luôn. Nhưng mà cái không gian nhà là phải tầm khoảng rộng 4 m thì kê nó vừa. Toàn bộ cái phần đục là bên trên là trương Hồng Công
và bên dưới là đục tích là tứ quý tùng cúc trúc mai, cột 16 gỗ hương vân đỏ Nam Phi, rất là hiếm. Này đi chi tiết cái ghế dài. Cái ghế dài này rất là giá trị này. Dài những tận 2,5 m và thời điểm này gỗ hương vân đỏ Nam Phi đã hết không còn. Do cơ sở Đỗ Thanh Luân tích trữ được từ trước cái phần gỗ hương vân rất là nhiều, nhưng chúng tôi vẫn có thể cho ra mắt những cái sản phẩm siêu khủng như thế này. Cột 16. Ngoài cái bộ cột 16 ra, Thanh Luân còn một bộ cột 20 là Minh Quốc Nghê đang trưng bày tại Đỗ Thanh Luân cơ sở 1. Khách hàng có nhu cầu sở hữu ngay cái sản phẩm cột 16, 14 hoặc là 20 liên hệ trực tiếp với Đồ Gỗ Thành Luân qua số điện thoại là 0972 770 888 và 0967 110389. Đồ Gỗ Thành Luân có hai cơ sở, tại cơ sở 1 ở Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội và tại cơ sở 2 là số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Cái sản phẩm quý vị đang xem đây là bộ chim công đang trưng bày tại Đồ Gỗ Thành Luân là cơ sở 1. Toàn bộ cái đường nét đục của con chim này rất là sắc nét và có hồn. Cái tay này, cái tay đục cả một cái khúc gỗ đục ra thành con chim công rất là đẹp. Bộ này rất là tôn gỗ. Và kê ở cái diện tích mặt bằng phòng khách ước chừng tầm độ khoảng 40 m² là kê vừa và hợp lý. Nếu mà kê gọn hơn thì tầm khoảng 30 m² cũng kê được. Diện tích của cái phòng đang chúng tôi đang kê đây là diện tích có chiều ngang 3,5 m và chiều dài tầm độ khoảng 4 m. Kê nó hơi chặt. Quý khách hàng nào muốn biết chi tiết và cụ thể hoặc là có thể ở gần cơ sở Đồ Gỗ Thanh Luân có thể về xem trực tiếp bộ Minh Quốc Chim Công cột 16 gỗ hương vân đỏ Nam Phi gồm có 10 món đang trưng bày tại Đồ Gỗ Thanh Luân cơ sở 1 và xem trực tiếp luôn. Chúng tôi đang trưng bày tại cơ sở 1 và vẫn chưa có khách hàng nào đăng ký. Quý khách hàng nào có nhu cầu muốn sở hữu ngay cái sản phẩm đẹp như thế này liên hệ trực tiếp với Đồ Gỗ Thanh Luân qua số điện thoại 0972 770 888 và 0967 110389. Chúng tôi sẽ gửi ảnh chi tiết cho quý vị xem từng sản phẩm một cũng như từng chiếc ghế một. Luân xin tạm dừng ở đây và xin hẹn gặp lại khách trong những video clip sau.